Xin phép mong tôi nói tiếng Anh cho mọi người hiểu, cho chắc chắn mọi người hiểu. I'm incredibly proud to stand before you on this amazing stage and announce that Miss Universe Vietnam is back. Ngày hôm nay tôi rất tự hào khi đứng ở đây trước sân khấu tuyệt vời này và thông báo với quý vị, Miss Universe Vietnam đã quay trở lại. Tonight marks the culmination of two intense months for our Bamuba contestant, which other beauty pageant in Vietnam can boast having Bamuba stunning contestant like Miss Universe Vietnam, Hai Ngan Ham Bom, which other pageant can create 7 distinct stages and propose a qualitative production. Only Miss Universe Vietnam, Hai Ngan Ham Bom.